Duong ơi, ông ở nhà nhé. Vâng. Con đi chợ lấy đồ đi bán nhé. Vâng, con đi về trước nhá. Vâng. Ở nhà nhé. Vâng. Con đi. Bán rau cải. Rau cải ngon nhỉ chị nhỉ? Ừ. Cái này bán như nào đấy? Này mấy 5.000. Này bao nhiêu đấy? Tầm 10.000 thôi.
này bao nhiêu nghìn đấy? 5 nghìn. Biết chú bây giờ đi ở đâu không biết. Bây giờ mình đi tìm, bây giờ đi tìm cũng chả thấy nữa. Còn mang thai nữa, bây giờ nó có biết làm sao. Hay là bọn nó về đến đây là kéo chú đi à? Bây giờ mình cũng chả tìm thấy nữa, bây giờ có biết nó đi ở đâu. Hay là mình lên làng tiên thử xem. Lên làng tiên thử xem, đi tìm xem có thấy không. Quyết định tìm làm tiền thử xem tiền có thấy là nó đi, có phải nó là lại về nhà Tài không nhỉ? Em có thấy xua về đây không? Thế không phải xua ở với mày à? Tao mà suốt ngày về đây thì xua làm gì? Tao tưởng tao đi làm về rồi không thấy, tao tưởng về nhà mày. Có thấy đâu? Hôm nào tao bảo xua với cùng nó có chịu về đâu. Thế mày không chăm xong được hai mẹ con đúng không? Sao để hai mẹ con nó đi lang thang đi? Bây giờ mày về nhà tao với tìm có thấy đâu? Tao về đây tao tưởng về ở nhà mày, tao về tìm thôi. Không thấy đâu? Hay là mày bây giờ mày nốt nó ở chỗ nào rồi, mày không nói cho tao biết thôi. Sao mày để thích tao nói nhiều à? Mày biết đấy, mày đi ra khỏi đây ngay. Cút đi.
Về đây tìm chúa có thấy ở đây không? Biết thì cho ta đi. Mày có đi đâu? Mày tiếp tục ra đây nữa không? Nhiếp vào đây này. Mày ngay về tìm chua, chua ở đây, quay đâu mà. Mình thật đấy, ốt ngày về nhà tao tìm chua. Nên là sau nó được đứng ngồi luôn.
hai mẹ con mình không thể sống nữa. Mẹ xin lỗi con đã không cho con một cuộc sống trọn vẹn. Mẹ xin lỗi con. Nhưng mẹ muốn chết thôi. Nhà cô có cơm nguội ăn không? Cho con xin một bát, con đói lắm rồi. Nhà cô không có đâu. Cô nhà cô hết rồi. Hết cháu bảo ơi nhá. Rồi cháu đi đây. Chị có cơm nguội không? Em đói lắm rồi, cho em xin một bát với. Có, thế em vào nhà đi, chị lấy cho. Thế cháu ngồi đây chờ nhá. Vâng. Thế cháu đi đâu rồi đấy? Cháu có thai à? Vâng. Sao cháu ở đây sáng thế này, cháu không có nhà nữa à, không có chồng à?
Lần này tao đỡ thú mày nữa. Đi đang thang đi. Dương nó đuổi em à? Bây giờ em định đi đâu? Hay là thôi anh về nhà đi. Về em về nhà anh nhá. Để anh chăm sóc hai mẹ con. Không, anh về đâu. Mặc dù có phải con anh nhưng mà anh vẫn chăm sóc tốt mà. Đi thôi anh về nhà đi. Chứ đi lang thang này không được đâu. Anh về đâu? Anh về đi. Em phải nghĩ cho con nữa chứ. Kệ em. Đi lang thang này không được đâu. Đi thôi anh, đi về nhà anh đi, để anh chăm sóc cho. Đi về đi, đừng quan tâm đến em nữa. Đi cho anh về nhà anh đi, để anh có điều kiện để chăm sóc cho em rồi. Không. Cho anh về nhà đi. Về đâu, em đi lang thang anh không được đâu. Anh đừng quan tâm đến em lên rồi thì bây giờ, đi cho anh về nhà để anh chăm sóc cho. Anh về đi. Để anh về nhà đi. Không, em đi đâu, anh đi về đi. Em phải nghĩ cho con của em ấy chứ. Về đi anh. Đi lang thang anh được đâu. Về nhà để anh chăm sóc cho hai con.
có thấy chùa đâu không? Không, không biết đâu. Thế chùa không phải ở với anh à? Chùa vừa rồi nó ở với anh nhưng mà anh đi làm về không thấy nó đâu cả. Em, anh cứ tưởng em đi chợ về có gặp nó không? Không, em không thấy đâu. Anh cứ tưởng em đi chợ về thấy nó không thế? Không, em không biết đâu. Thế em đi theo anh đi không, tìm nó đi. Không, em không đi đâu. Anh đã tự đi đi. Đi theo anh đi tìm nó đi. Không. Thế thì theo anh đi không, tìm nó đi. Không, em không đi đâu. Đi bán hàng về mệt mỏi rồi em không đi đâu. Theo anh đi tìm nó đi.